Hello, xin chào các bạn. Thì bây giờ mình đang có mặt ở một căn nhà ở đường trên khu Evergreen. Thì bây giờ mình sẽ đi coi căn này 406. Căn này đang bán là townhouse. Just open, right? Để xem được cái này là townhouse. You open the aircon, right? What's that? You just open the aircon? Yeah. Okay. Cái này phòng khách. Cũng rộng, khá rộng. Phòng khách này có TV. Vừa mới vô cửa là sẽ có cái thảm treo đồ. Bước xuống sẽ có cái tủ để treo quần áo. Nhìn cũng hơi thấp mới. Căn này giá 369. If we buy the house, no furniture, right? No furniture. Just the appliances? Yeah. Ok. Mình sẽ có cái ngôi nhà là sẽ có cái tủ lạnh này. Tủ lạnh này cũng bự. Nhìn cũng bự. Đựng cũng được nhiều đồ. Bếp. Bếp này nhìn cũng xịn nè. Là bị sống sẵn luôn, giống như mình đang xài. Tủ. Đừng có chỗ này là cái chỗ bàn ăn. Khu vực bàn. Cho nên mình sẽ để đây các bàn ăn. Đèn cũng đẹp. Chỗ rửa chén, cửa sổ, cửa sổ này đẹp nè. Mình thích mấy kiểu rửa chén mà có cửa sổ này vậy. Mình có mấy rửa chén luôn. Còn phía sau là cái nấu bánh là okay. Có cái khu phía sau đang bật máy lạnh lên nó kêu nè. Có cái desk này nhìn cũng sạch sẽ. Làm khuôn viên chơi có lý nè. Bên đó là cái gara các bạn. Mỗi nhà sẽ có một cái gara. Nên mình trồng cây được rồi. Khu kia chỗ làm BBQ đồ nướng được nè. Mình bước xuống. Bên đây thì có cây trồng cây được. Này mặt phía sau nha. Đó, mình đi cầu thang lên. Ok. Đi vô nhà lại. Giờ mình sẽ lên lầu. Can you go upstairs? Yeah, upstairs, downstairs, whichever way you want to go. Yeah, go ahead. Ok. Trên thì lót thảm. Đây là số nhà townhouse nào cũng lót thảm trên lầu á. Đây là phòng ngủ master bedroom. Phòng ngủ rộng dữ à. Nó rộng chắc bằng hơn cái phòng khách với lại cái toilet nhà mình luôn. Đây là cái toilet. Toilet. Cái này thì buồng tắm đứng nha, mình thích kiểu đứng hơn kiểu ngồi, kiểu nằm như ở đây. Này cửa sổ nhìn ra ngoài. Master bedroom thì nó sẽ có thêm cái tủ thế này. Rồi phòng ngủ đầu tiên. Chỗ này có thêm cái toilet nữa, là hai toilet. Đó cơ bản y chang chỗ mình. Phòng ngủ thứ hai. Ồ, trên lầu là có 3 phòng ngủ luôn. 3 phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ này phòng ngủ nhỏ nhưng mà nó cũng ok lắm. Nhìn ra cửa sổ. Chừng.
So in upstairs, three bedrooms? Yep, three bedrooms up. Okay. Cũng nhiều phòng ngủ kế tiếp, cũng có cửa tủ. Chung là trên lầu là ba phòng ngủ, khá ổn. Okay. Ngồi đã. Nhìn thấy Ân nữa. Nhìn cái bếp nó sạch đẹp. Can we go downstairs? Yep. Cái này bay mình nha các bạn. Oh, we have one another bathroom here, right? Yep. Nhìn giữa cầu thang thấy một cái toilet. Cái này như nửa cái toilet chứ không có bồn tắm. Còn lối xuống bay xuống. Bay mình phi nịch luôn. Có một phòng ngủ chỗ này ngay cho phòng khách này, giống như cái kho. Này là phòng khách. Bên mình không có gì. For storage, yeah. They can be developed to a bathroom. Yeah, for bathroom. Giống như là mình xây thêm được cái phòng tắm chỗ này. Nhà này tao hao ra bay mình không có lối riêng như vậy. Này giặt này kia. Rồi xong cơ bản là vậy. Này mặt trước nó sẽ thông với lại tàu hao, rồi nó sẽ chung vách với lại một cái nhà kế bên. Phía trước nó có rộng cái, được cái khuôn viên trước ngồi cũng rất là rộng rãi, cửa sổ rộng. Đối diện là cái chung cư trước đầu xe hàng trước. So the garage only one parking? Yeah, you might be able to fit two small cars in there. Okay. But nothing. And one in and some parking in the front, right? Yep. Chỗ này nó cũng gần trường. Đi bộ chắc phải 7 phút là tới trường mà. Lối này là mình sẽ đi ra garage. Căn mình coi là 406. Còn kế bên là 404. Này chung hai vách luôn. Nếu mà được căn 402 thì chung một vách thôi. Được cửa sổ. À đúng rồi, cái này nó ra phía sau. Để ra. See the power, right? Gas. Gas, oh, okay. Okay. Mình sẽ đi ra phía sau. À, ông realtor ông không có cầm cái chìa khóa của cái cái gara, là mình chỉ nhìn phía sau thôi. Nhà mình nhỏ chắc chỉ là một cái gara này cũng chắc có khi được hai. So no, you would fit two vehicles in there for sure. Two vehicle? Yeah. Ờ, cái này double gara. This one, right? Yeah. Okay, so now you don't have a key, right? No, there was no key in the lockbox for the okay. Garage. Okay. Chỗ sân phía sau cũng rộng. Nghĩ đậu xe cũng ok, đậu phía sau cũng được. Ok, mình sẽ đi qua căn khác. Đây đây các bạn. Căn này là đang rao với giá là 315. Townhouse chung một vách với là căn 602. Còn căn 601 này cũng chung một vách. Căn 601 này đang rao với giá là 299. Tại mình đang coi một số căn nhà ở khu Evergreen đó các bạn. Chỗ mình đang ở nên khu này khu mới nên giá nhà hơi cao. Bây giờ mình chỉ tham khảo mấy căn nhà khu mới thôi. Chứ tầm 300, 300 mấy các bạn có thể kiếm được một căn nhà single house ở khu cũ. Nhìn xung quanh cũng nhà nào cũng giống nhau hết. Mà nó nằm trong một cái khu riêng biệt.
đằng trước là đường, đằng trước nè. Chỗ này chạy ra trường, cho trường đi xe tầm khoảng 3 phút, 3-4 phút à. Nếu mà mua thì đậu được một chiếc trong gara, rồi một cái sân trước. Giờ đang chờ realtor tới. Trong lúc chờ đợi quay xung quanh chút xíu, tí nữa rồi vô trong nhà coi. Phía sau này cũng có khuôn viên chơi. Nó có một cái chỗ phía sau. Tính ra nhà này không có khuôn viên chơi như được những nhà kia. Nhưng mà cửa sổ nhiều, nhìn kiến trúc xây thì đẹp, nhà mới. Kế bên mát. Buổi chiều mình nhìn ra khá là mát. Mặt sau có 2 căn nè, đi cửa sau cũng được này. Đi cửa trước hoặc cửa sau. Này có đường nội bộ ha. Rồi, căn 601 là có người mua rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ coi căn 603. 603 đang ra giá là 315. Một gara đằng trước. Đây đang có cái hòm thư, hay nhìn lạ quá ha. Cửa bước vô. Mới vừa vô là có cái rèm cửa, cửa nhìn cũng đẹp. Yeah, mấy cái nhà này nó xây chất liệu á, thường theo thảo sống không biết xây chất liệu cái gì đâu. Gỗ đặc. Cái tủ, gỗ đặc hả? Yeah, cứng. Ừ, cái này nhìn nó cứng cáp ha. Yeah, giờ chỉ biết sao, thành sắt. Bây giờ mà muốn xây giống gì đó, mình nghĩ nó không có xây gì nữa đâu. Tại nó mắc cái này cửa vô gara. Đâu? Đâu đựng chiếc đúng không? Ừ. Để thêm đồ nữa. Ở một chiếc để thêm đồ. Sư vô là có cái bathroom, bathroom nó xây cũng đẹp. Ừ. Căn này có bề mới thôi. Giờ chưa biết sao, cái này càng góc á. Cửa sổ không à, sáng nè. À, nếu đây. Mà vừa kéo cửa sổ lên nó sáng. Đúng rồi. Căn góc mình thường nhìn nó sáng, còn nhìn nó hết vẻ mới quá nha. Yeah, yeah. Mà nếu mà mua là có chỉ có cái appliance phải không? Đúng rồi, nó mấy cái này là đẹp đi hết, nhưng mà theo như mình biết á, mấy cái này á, như biết sao, nó để trưng bày á, nó mướn mấy cái này. À, nó mướn hả? Có người ở. À, ok, đấy rồi. Vậy căn này trước giờ chưa có người ở? À, có, nhưng mà nó chủ dọn đi rồi đó. Nó chỉ mướn. Nhưng mà mấy món này 20 đồng. Nếu mà một thạc để mấy tuần thì 20 đồng một món vậy. À, đó là vậy, đây là phòng khách. Nó mướn đồ trang trí nói chung là vậy. Ừ. Khách nhìn cửa sổ. Ủa, cái này tới phía sau này là hết rồi đúng không? Yeah, tại vì cái ngay chỗ này á là sở hữu chung hết không? À. Rồi cái này là của Du nè. Đây đúng. À, đây. Yeah. Chị với sở hữu tới đây rồi phải không? Dạ, yeah. Nhưng mà sở hữu chung ngay chỗ này là ra chơi là... được đúng không? Yeah, nếu mà BBQ ở đây thì được không? Còn ngay chỗ này như để ghế nè, như để cái bình thường nó có. Dạ. Rồi cái này AC cũng như rồi chỗ cắm điện nè. Cắm điện. Mở cái BBQ ngay chỗ này là ngon luôn. À. Ủa, tổ chim. Tổ chim. Không có người ở nên tổ chim. Mình nhìn cái nội thất bên trong mới thật. À, cái này cửa mở kiểu này ha. Nhà mình cũng có chim nhiều. Ở sau nhà. À. Chỗ này chơi kiểu ngon nè. Mửa. Nội thất nhìn có vẻ mới. Mới nha. Cây căn này xây lúc nào vậy? Nó xây em nghĩ tập cỡ 2012, nhưng mà để mình coi cho chắc chắn nha. À. Cửa cũng là 2016 hả? Oh, this is brand new room. Là 7 năm hả? Yeah. Tủ lạnh bự. Là có, nếu mua thì có tủ lạnh. Tủ lạnh nó để lại tủ lạnh nè. Máy giặt, máy sấy. Máy sấy, rửa chén vô. Dạ, yeah, rửa chén, microwave. Nhưng mà mấy cái này á là nó mướn. Tại mướn hả? Nhà trống cho nên. Ừ. Nhưng mà tại không có ai ở trong này hết. À.
Tôi thường đi vô thấy có người ở không á, là coi cái này có basement đúng không? Thôi từ xuống có basement chứ, lên lên trên trước đi. Giá tại vật liệu bây giờ nó lên giá cấp 2 á, cho nên nếu mà như muốn xây mà kiến như là sắt các mắt rồi chỗ này có cái sàn nhìn cái này. Nhưng mà nếu mà Du có con nhỏ, Du nên làm xử lý mấy cái cạnh đó. Chứ nguyễn à, cái toilet thông hai cửa luôn hả? Dạ, thông hai cửa thì nhìn đẹp ghê, có cái sky view hả? Nó trang trí đẹp ấy. Mà chỉ thuê rồi phải không? Yeah. Cửa phòng này là master bedroom đúng không? Master bedroom, dạ. Rộng dưới thì... Nếu là đúng là chỉ trống hết. Không có cái nhà thất gì hết. Cửa sổ nhìn ra ngoài. Này là họ chỉ mướn để view thôi đúng không? Có cái tủ cho này. Như sức cho Duy bây giờ Duy để đồ. Gì? Lát này là sử dụng chung. Rồi cái này à, Duy thêm ngăn để đồ nữa. Ừ. Rồi nếu phòng cho hai phòng. Giờ ra trên đây có 3 phòng. Dạ, nhà này sáng nha. Ờ, nhà này có vẻ sáng. Mấy cửa sổ nó có nhiều cửa sổ. Căn góc á. Căn này thấy mới đít lên à? Dạ, giờ có cây. Tôi nghĩ nó bán trong tuần nè. Cái căn kia nó vừa nói nó bán này hả? Nó có hợp đồng này. Chắc vậy quá. Như căn kia mắc hơn căn này. Căn kia có 299 nè. Căn này 315. Ồ, căn này là căn mắc hơn. Dạ, thường thường cái căn mà nó nằm corner. Không biết cái căn kia cái corner không, nhưng mà mấy căn corner nó mắc hơn. Phòng ngủ thứ 3. Cũng có tủ này kia luôn. Đây chơi chơi tầng tất gỗ hết nha. Như chưa biết mấy cái nhà trong kia, mấy cái này á, nó mỏng nhánh á. Giờ cái cửa này nhìn cũng chắc. Mình không biết mua mấy này ở đâu, cắn vô trong nhà mình cũng ngon. Tại mà có mấy cái cửa nhà của mình á, ngồi sắp sửa hư tại có chó nó cào á. À. Rồi, cơ bản ở trên là xong. Dạ. Ở trên này đẹp nên mình thích cái đó. Ừ, nó là cái sáng là ý là trong washroom. Ừ. Như vậy có nhu cầu finish basement không? Để xuống coi thử ra. Dùm đó, xuống basement. Để chống thôi, nhưng mà đến dạy vô để mình đi xuống basement cho khỏi dơ. Ồ, ok, basement. Chưa, nó chỉ ở đây thôi. Tao hao là chắc basement nhỏ mà. Yeah, basement nó nhỏ. Xuống cái chỗ này như có thể làm cái bathroom nè. Tại vì mấy cái ống này có nước nó để sẵn hả? Thì Dương không có còn cái kéo giấy tờ gì ở thành phố rồi. Dương đi vô ấp thôi. Rồi đi ngay chỗ này vô là phòng những đi sinh hoạt của mình á. À, phòng khách đúng không? Dạ, không nên để cho người ở dưới này, Dương biết tại sao. Không có cửa sổ thoát hiểm. À, dạ. Chỉ để sử dụng gia đình thì ok thôi. Giờ mấy cái đó thì nhìn rất là mới chứ. Này hệ thống hít rồi kia không? Dạ, hít như là điện. Nhưng mà các bồn nó bồn 50 á, cho nên Duy tắm nước nóng thoải mái, không có sợ bị hít. Rồi ok, thì mình thì cũng rộng. Rồi. Làm thêm được cái phòng này cũng được. Dạ, yeah. Phòng làm việc cho Duy hay là phòng chơi chỗ con mấy nhỏ của Duy. Rồi tiếp theo mình sẽ đi coi căn này. 351 căn ngay góc luôn. Ngay góc phía trước nhìn đẹp nè, nó không chỉ chung một vách thôi. Đang để bảng sale nè. Cái này gần trường nữa các bạn. Chạy đi hết cái này 100m, 200m là tới trường rồi. Căn này thì gần trường. Dạ, sẽ gần trường. Trường. À, gì quá kìa. Nhưng mà bà sáng này căn này ngay góc. Đợi lấy chìa khóa nè. Ok, căn 351 ngay góc đường. Bây giờ mình sẽ đi vô coi. Đây là 3 căn.
Ồ, vừa bước ra, thẳng lên lầu luôn. Cái này nội thất nó khác, vừa bước vô. Chị biết tại sao căn này mắc hơn không? Sao? Nó có basement xong thì nó có cái giường riêng của nó luôn. À, basement finished rồi à? Dạ. Cái này phòng khách mà. So, cái này đang em nói chuyện pretty cái này condo fee là bao nhiêu kêu mình? Condo fee nó mình nghĩ cỡ 400 đồng á. Mình nhớ cầm cầm ở đây là 400 đồng á. 400 414 414 Dạ. Tính là nó cao nhỉ. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái condo fees nó common area maintenance, exterior building maintenance, lawn care, sewer, snow removal, water insurance. So bảo hiểm, cái nước, cái đồ là nó bao trong đó cho you. Cái này là để phòng khách. Cái này bếp rộng quá nha. Dạ. Yeah. Cái bếp phòng khách rộng. Hai căn căn nào cũng sáng, căn nào cũng là corner hết. Ừ. Căn này là gần trường. Ừ. Bé đi bộ không được. Ôi dạ. Với lại như cái sau. Không dùng. Có cây view phía sau đúng không? Dạ. Yeah. Rồi cái đó gara. Có được cái gara. Có được cái gara. Cái này mình có thể trồng cây được không ta? Được, nếu muốn làm gì như làm. À, nó có basement ở dưới này đúng không? Dạ, yeah, basement nó không luôn. Cái nhà này như có thể cho người ta thuê basement được á. Tại vì đi cửa sau phải không? Nó cũng vô nhà nhưng mà tại nó có cửa sổ á. Cửa sổ hả? Dạ. Yeah. Cửa sau nhìn đẹp. Bự đẹp á chứ. Ừ. Ngồi ở đây ngon. Cây này cây gì ta? Này có sẵn hai cây trong đây rồi. Có phải cây táo không nữa? No, cái đó không phải táo, táo giờ này có trái. Ồ vậy hả? Mà như muốn, mà không biết như có thể chẳng. Tại cái này mình nghĩ condo nó hoặc là chủ. Cái này như phải hỏi lại condo á. Vậy hả? Dạ. À. Nếu mà như muốn. Ok thì, nhưng mà để nó đẹp lại như thế nào? Chọc thêm cây táo thôi. Vô Washington. Cái này nó view, cái này nó view cũng đẹp này. À, grand này. Vậy đá rồi. Cái này chỉ là cái tên nửa toilet đúng không? Ờ. Tại thì mình chỉ còn nửa toilet em ngay chỗ này. Ừ. Cũng ok. Ồ, nhà này rộng. Ừ, nhìn bên ngoài thấy rộng. Chỗ này cái kệ để đồ rất bự luôn. Không nên là nếu khi mà gia đình nhỏ mình muốn ở hai cái căn như vậy nè. Ừ. Tại mình đi làm mình đâu có thời gian để làm tiếp mà làm đường này kia đồ đó. Ủa, có người đang ở. Có người cái này có người ở. Ừ. Vậy là chủ đang ở đúng không? Dạ. Yeah. À, lên lầu. Mình xuống dưới này. Xuống bề mặt trước hả? Basement chưa xong. Đi tới này thôi. Ờ. Ờ. Vậy cũng hơi mắc hạt, nhìn lại cái nhỏ thôi. Nhưng mà nó cũng chia ra, giá như có thể làm basement nhỏ hơn nhỉ. Em sẽ làm một phòng cái chỗ này. Một phòng, chỗ này nó quá chỉnh, này phòng khách đúng không? Hay là cái gì? Cái này là một phòng nè, washing nó nằm ở đây nè, tại nó có mấy cái lỗ có nước nè. À. So washing nó nằm trong này. Cái này một phòng. Phòng ngủ ở đây, còn ngay chỗ này như có thể làm cái gì muốn, anything. Còn này washroom như này. Washroom trong đó nè. Còn bếp nếu như giao được. Bếp rồi thì, nếu mà như muốn làm bếp như làm trong góc kia. À. Nhưng mà mình nghĩ condo nó không cho như bạn hai bếp rồi, trừ khi làm bụi thôi. Vậy hả? Dạ. Condo thường chỉ là một bếp. Dạ, nó không cho, tại cái bảo hiểm tới nhà nó lên á. Ừ. Dạ, nó không cho. Cái này như bật đèn lên được không? Ờ, được. Nó bỏ cái gì? Gật lên được không? Ồ, sáng rồi đó. Cái này bỏ bàn tennis vô chơi, thêm một tennis là ngon luôn. Dạ, lâu. Chỗ này là anh cái là nó vừa mở cửa lên, nó lên thẳng luôn. Dạ. Cái này như có hai phòng ngủ à? Ừ. Nhưng mà như biết không, mình nghĩ nó có thêm bathroom. Nếu có hai phòng ngủ. Này sáng nè. Dạ, nó có bathroom luôn.
Rồi hai phòng ngủ là hai bát giống nhau luôn. Bát này cửa phía trước. Nhìn nó sáng. Trường học hình như dưới này thôi. Đúng rồi, trường gần đó. Dạ. Cứ nghĩ đi bộ thì mùa đông hơi xa nhưng mà dư hoặc là vợ dư. Mình không biết bao nhiêu cây số. Bao nhiêu meter. Người ta lấy. Rồi phòng ngủ thứ hai. Ồ, phòng này master bedroom này. Ồ, cái này mới là master, mỗi cái có bathroom luôn. À. Ồ. Vậy là hai bed. Nó còn sao phòng kia hơi nhỏ. Ừ, đúng rồi. Yeah. Oh, yes. Hình như họ mở AC ở trên này thì nóng rồi. À. Bồn tắm đứng. Bên kia nó chỉ có hai cái washroom. Bên này có ba bed. Ba cái kìa. Nhưng mà được cái ba phòng ngủ. Rồi, ok. Mới giặt máy sáng ngay chỗ này luôn nha. Ủa, vậy nó có hai cái. Đúng rồi. Cái này Dư dễ cho mướn thôi. Tại Dư ở trên á, nó có máy sấy dễ đó. Nếu mà Dư muốn cho thêm một đứa siêu học sinh học. Rồi gara. Gara nó cũng chung vách. Như cửa này đi được mà phải không? Cửa đi được. À. Gara nhìn thật. Ủa, nhà ảnh cho tennis thôi. Dư có chơi tennis không? Cũng có, mới tập chơi à. Tại chơi bóng bàn nữa mới chơi tennis. Yeah. Tennis khó hơn. Tennis khó hơn, dùng lực nhiều hơn. Tại lúc mà mình đánh á, khó mà kiếp cái bành nó thấp đúng rồi. Yeah. Yeah, đi từ phía sau vô, được một chiếc. Mình chơi tennis cái tay mình phải mạnh. Đúng rồi, mà chơi đó. Ngay góc thì có được cái view phía này.